ngựa vằn đá lật mặt sư tử, giải cứu con non cực ngoạn mục. Cảnh tượng này được ghi lại tại khu bảo tồn động vật hoang dã Masai Mara thuộc Kenya. Ngay sau khi phát hiện con non bị kẻ thù bắt đi, ngựa vằn mẹ đã bất chấp nguy hiểm lao tới, liên tục húc đầu về phía sư tử để tách con mình ra. Cuối cùng sư tử đã buộc phải từ bỏ con mồi. Nhân cơ hội này, ngựa mẹ quay lưng lại, tung cú đá hậu về phía kẻ săn mồi rồi nhanh chóng đưa ngựa con tẩu thoát. Để tồn tại được trong môi trường có quá nhiều động vật ăn thịt lớn, ngựa vằn phát triển thành một loại động vật đặc biệt phản ứng nhanh và linh động. Chúng không những có thể bỏ trốn khi đối mặt với nguy hiểm mà còn sở hữu phản ứng mạnh mẽ nếu bị bắt. Cú đá của ngựa vằn có thể làm bể quai hàm của một con sư tử dũng mãnh. Ngoài ra, ngựa vằn còn sở hữu phản ứng né tránh cực nhanh.